Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện biên giới với bao khó khăn, thử thách trong hành trình xây dựng và phát triển, nhưng với truyền thống tốt đẹp, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Nhùn đã phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Nậm Nhùn một năm nhìn lại. Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020. Nhờ vậy, năm 2018, nền kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Công tác xây dựng đảng thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, song sản xuất nông lâm nghiệp vẫn được đánh giá là gam màu sáng trong bức tranh tổng hòa của nền kinh tế. Trong năm, thời tiết có mưa lũ bất thường, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, làm ảnh hưởng nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, nhiều diện tích cây trồng bị sạt lở, vùi lấp. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ được triển khai kịp thời. Người dân nhanh chóng ổn định phát triển sản xuất. Cùng với đó là công tác chỉ đạo của chính quyền các cấp trong sản xuất đúng lịch thời vụ, vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc cho sản xuất nông nghiệp. Kết quả, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt hơn 3.400 ha, sản lượng đạt trên 13.300 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 412 kg một năm, diện tích gieo trồng cây công nghiệp ngắn ngày đạt hơn 181 ha. Nhằm từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, nâng cao hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân cũng được duy trì, phát triển. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt các diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu với tổng diện tích trên 2.500 ha, bao gồm các giống cây ăn quả, cây mắc ca, cây cao su. Nhắc đến thế mạnh phát triển kinh tế của Nậm Nhùn là nhắc đến một trong hai lĩnh vực đầy tiềm năng là chăn nuôi. Đây cũng là ngành kinh tế trọng điểm của huyện được Đảng bộ huyện xác định trong suốt nhiệm kỳ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6,2% một năm. Công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi được các địa phương quan tâm thực hiện. Có 31,6% số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại. Nhiều mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại được nhân rộng đã mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ gia đình. Lĩnh vực khai thác nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển, đặc biệt là trên khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu. Toàn huyện hiện có 48,6 ha nuôi trồng thủy sản. Sản lượng khai thác đánh bắt trung bình được 15 đến 20 tấn một tháng, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân. Đặc biệt, trong những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng thu được nhiều kết quả nổi bật. Huyện Nậm Nhùn có tổng diện tích rừng hơn 75.000 ha, tỷ lệ che phủ đạt 54,08%, không xảy ra tình trạng cháy rừng trong mùa khô hanh. Các tổ đội xung kích bảo vệ rừng tại các bản được kiện toàn và phát huy tối đa hiệu quả trong quản lý bảo vệ rừng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đã kịp thời phát hiện và xử lý 27 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Các cánh rừng ngày một thêm xanh tươi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ có chính sách chi trả môi trường rừng thì bà con có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn và cũng từ đó thì đời sống của bà con nhân dân thì được hỗ trợ cái tiền chi trả môi trường rừng thì đời sống của bà con được cải thiện hơn và cũng từ đó như vào những dịp này mà sắp chuẩn bị đến Tết rồi thì bà con được hỗ trợ chi trả môi trường rừng này, tiền chi trả môi trường rừng này thì là cũng bà con cũng có cái Tết nó đàng hoàng hơn, đầm ấm hơn. Mặc dù lĩnh vực nông lâm nghiệp là chủ đạo, nhưng Nậm Nhùn cũng quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bức tranh kinh tế của huyện đã trở nên khởi sắc và sinh động hơn khi lần lượt các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm qua vẫn ổn định và tăng trưởng với giá trị trên 3,1 tỷ đồng, tăng 79,3% so với năm 2017. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước tăng trưởng khá, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 101 tỷ đồng. Cơ quan chức năng của huyện đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ép giá, hàng giả, hàng nhái, mất vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc khan hiếm hàng hóa trong mùa mưa lũ. Công tác thu chi ngân sách được chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Phòng Tài chính Kế hoạch và Chi cục Thuế đã làm tốt công tác dự tính, dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách, xác định các khoản thu thiếu hụt để dự tính các nguồn thu bù đắp, đồng thời chủ động nghiên cứu các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Trong năm, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 34,6 tỷ đồng, vượt gần 19% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Ngay từ đầu năm, thì chúng tôi đã chỉ đạo về xây dựng kế hoạch, về phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức, cho từng đảng viên trong chi bộ để làm các công tác chuyên môn cho nó đảm bảo, cho nó đúng người đúng việc, phù hợp. Chúng tôi tập trung vào có mấy cái phương án, mấy cái việc sau. Cái nhất là chúng tôi thực hiện là phối hợp chặt chẽ với các phòng ban thuộc ngành thuế cũng như các phòng ban của huyện để quản lý tốt nguồn thu trong địa bàn huyện. Cái thứ hai, chúng tôi thực hiện rà soát lại toàn bộ các nguồn thu từ các dự án đang thực hiện trong địa bàn huyện để xác định cái số thu vào ngân sách cho nó đúng, cho nó sát với thực tế. Cái thứ ba, chúng tôi tập trung nhân lực cho công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng và thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính, tức là đảm bảo cái thu nợ đạt dưới 5% trên tổng số thu. Cái thứ tư là chúng tôi tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với lại công tác quản lý thuế, công tác thị trường nhằm kiểm soát đúng các cái nguồn và đủ các cái nguồn thu phát sinh trên địa bàn trong năm để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các sắc thuế các vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế, năm 2018, huyện Nậm Nhùn cũng chú trọng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo hướng chủ động, tích cực ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Mặc dù trong năm đã xảy ra nhiều đợt mưa trên diện rộng và kéo dài liên tục gây lũ ống, lũ quét ở một số khu vực, làm trôi trượt đất đá, tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông huyết mạch, nhưng các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã kịp thời rà soát, tổ chức di rời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, đồng thời nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân sau thiên tai. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quy hoạch đô thị được tăng cường. Nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được huyện quyết liệt chỉ đạo khắc phục. Trong năm, đã thu hồi quyền sử dụng đất đối với 8 hộ gia đình không thuộc đối tượng giao đất có thu tiền sử dụng. Kịp thời kiểm tra, phát hiện và yêu cầu ngừng thi công đối với 7 công trình không có giấy phép xây dựng. Kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có những bước phát triển. Quy mô trường lớp, học sinh không ngừng tăng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học từng bước được đầu tư đồng bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được quan tâm nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà tăng so với năm học trước. Hơn 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn chung, nhưng được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban huyện, các ủy, các xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhà giáo huyện nhà, ngành giáo dục Nậm Nhùn đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là huy động tối đa học sinh nhà lớp, nhiều ngành học bậc học đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần được nâng cao, chất lượng giáo dục đại trà được củng cố vững chắc, chất lượng giáo dục mũi nhọn có những cái bước đột phá. Hiện toàn huyện có 11 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì phổ cập giáo dục xóa mù chữ và đặc biệt là đã làm tốt công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực nuôi dưỡng học sinh ở bán trú nhưng mà không có chế độ của nhà nước. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai có hiệu quả. Ngành y tế chủ động đảm bảo đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, hóa chất cho phòng và điều trị bệnh tại địa phương. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 91,3%.
45,45% trạm y tế các xã thị trấn có bác sĩ làm việc. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 43,5%. Giải quyết việc làm mới cho 600 lao động nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,8% so với năm 2017. Huyện chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước tới nhân dân và tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân những dịp lễ Tết, hỗ trợ thiên tai, giúp người dân có điều kiện để ổn định cuộc sống. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần không nhỏ vào bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 79,6% hộ gia đình và 76,3% bản đạt chuẩn văn hóa. Quốc phòng, quân sự địa phương thường xuyên được duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng công an đã triển khai điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 6 xã trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ đầu năm 2018 đến nay, thì đơn vị cũng đã tham mưu thường trực huyện ủy đề nghị ban giám đốc công an tỉnh mà ra quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ chiến sĩ bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 6 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Khi mà có chủ trương của tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, của đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh và thường trực huyện ủy có chủ trương thì cấp chính quyền cơ sở và bà con nhân dân rất là đồng tình. Và như vậy cho nên là cái việc bố trí công an chính quy xuống cơ sở đối với lại huyện Nậm Nhùn là cũng được thực hiện một cách hết sức thuận lợi. Cũng từ cái việc bố trí công an chính quy này cho nên là trong thời gian qua, ngoài cái việc là tình hình an ninh trật tự được chuyển biến một cách rõ nét thì cái căn bản nhất là cái chức năng tham mưu của lực lượng công an cho cấp ủy chính quyền ở cơ sở về cái lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự này thì được tham mưu một cách bài bản rõ nét và cái công tác nghiệp vụ của lực lượng công an được tiến hành ở ngay ở cơ sở, cho nên là mọi vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở được giải quyết một cách kịp thời và trực tiếp ngay ở cơ sở, cho nên là tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Bên cạnh những thành tựu gặt hái được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng trong năm qua tiếp tục được chú trọng trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức kịp thời, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được đẩy mạnh. Công tác cán bộ có những chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Năm 2018 đã bồi dưỡng và kết nạp 155 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.730 đồng chí. Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với đảng ủy các xã thị trấn về nội dung kết quả công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức giao ban công tác đảng với thường trực đảng ủy và bí thư chi bộ nông thôn tại 3 cụm xã. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Năm 2019 là năm nước rút của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2015-2020. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng trong năm qua là động lực to lớn để Nậm Nhùn triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm tới. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng một năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 11.600 tấn. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5,7% một năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,7 tỷ đồng, cùng nhiều mục tiêu quan trọng khác. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, thì Ban Liên huyện chúng tôi đề ra một số giải pháp sau. Thứ nhất là tập trung chỉ đạo cho phát triển sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất,
đưa các cây trồng, các con giống có chất lượng cao để phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng sản xuất có tính chất hàng hóa và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Thứ hai là chúng tôi tập trung chỉ đạo liên quan đến vấn đề thu chi ngân sách, quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn đúng theo cái quy định của nhà nước và thực hiện tiết kiệm chi để thực hiện cho các hoạt động đầu tư và nâng cao đời sống phục vụ cho nhân dân. Thứ ba là chúng tôi tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả liên quan đầu tư xây dựng và tập trung đầu tư các cái dự án công trình phục vụ cho sản xuất để đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả phục vụ cho cái phát triển sản xuất của nhân dân. Thứ tư là chúng tôi tập trung cho phát huy hiệu quả tác dụng của thực hiện cái quản lý bảo vệ rừng và thực hiện cái chi trả dịch vụ rừng để phục vụ nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Và cái cuối cùng là chúng tôi củng cố cái chính quyền cơ sở, rồi hệ thống đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, bền vững để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong năm 2019 và phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà chúng tôi đã đặt ra trong năm 2019. Có thể khẳng định những thành quả đạt được khá toàn diện trong năm qua là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn và sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, quân và dân toàn huyện. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 là thách thức lớn, nhưng với ý chí, sức mạnh và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực của từng tập thể, từng cá nhân, Đảng bộ và nhân dân Nậm Nhùn đã và đang nỗ lực phấn đấu vươn lên, tạo sự bứt phá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường đổi mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Nậm Nhùn một năm nhìn lại. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi, thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của quý vị dành cho chúng tôi trong thời gian qua. Kính chúc quý vị cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.